bầu trời, hồ nước và Kiêng Nam Hà Nội Landmark Tower. Xin quý vị hãy chú ý tới bầu trời của Việt Nam, nơi tất cả mọi người đều ngước nhìn, nơi có một không gian sống cao cấp, Kiêng Nam Hà Nội Landmark Tower. Kiêng Nam Hà Nội Landmark Tower, công trình được xây dựng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Hà Nội là tổ hợp công trình kiến trúc rất siêu cao tầng, tầm cỡ thế giới, gồm một tòa tháp 70 tầng dùng làm khách sạn, khu căn hộ dịch vụ cho thuê dài hạn, văn phòng và hai tòa nhà 48 tầng dùng làm nhà ở, cùng với các công trình tiện ích, thương mại dịch vụ khác. Việc sử dụng tấm nhôm hỗn hợp có hiệu quả sử dụng năng lượng cao, khả năng cách âm, chống ẩm, giảm độ rung vượt trội và các tấm kính dày 24mm sẽ đem lại cho công trình tầm nhìn hoàn hảo nhất. Độ an toàn của tòa nhà cũng sẽ được nâng cao hơn nữa qua kết cấu chống gió và chống động đất. Đây là công trình kiến trúc được quy hoạch với chất lượng cao, gồm các khu khuôn viên mang dáng vẻ tự nhiên sống động của Hà Nội. Các lối ra vào và sảnh được thiết kế riêng cho từng khu vực thuận tiện cho việc đi lại. Các không gian được bố trí một cách thuận tiện nhất để đảm bảo cuộc sống riêng tư của mỗi người. Nơi đây rất gần với sân bay CBD Hà Nội, nên có điều kiện giao thông thuận lợi, vừa tiện cho cuộc sống sinh hoạt, vừa kinh tế trong hoạt động kinh doanh. Cuộc sống luôn sống động, hạnh phúc luôn ngập tràn. Cuộc sống mà quý vị luôn mơ ước, không gian sống cao cấp nhất phục vụ quý vị sẽ trở thành hiện thực ở Kiêng Nam Hà Nội Landmark Tower. Nơi rừng cây, hồ nước và con người cùng hòa hợp. Không gian sống tại Kiêng Nam Hà Nội Landmark Tower không chỉ mang dáng vẻ kiến trúc hiện đại, mà còn được thiết kế gần gũi với thiên nhiên và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Không gian sống nơi tất cả hòa cùng nhịp đập, thiên nhiên hòa cùng ngôi nhà và cuộc sống cộng đồng. Nơi gần gũi nhất với bầu trời, Kiêng Nam Hà Nội Landmark Tower, với không gian mở hoàn hảo, mang lại tầm nhìn tuyệt vời nhất dù ở bất kỳ góc độ nào. Chỉ ở không gian sống trên tầng cao nhất, bạn mới được biết thế nào là đặc quyền. Giờ đây, phong cảnh bên ngoài cửa sổ là một bức tranh tuyệt diệu. Không gian văn hóa tổng hợp khép kín với phong cách quý phái dành cho quý vị, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của quý vị, từ sinh hoạt thường nhật tới đời sống văn hóa. Là một đô thị nơi mọi thứ đều có thể, Kiêng Nam Hà Nội Landmark Tower. Ngôi nhà kỳ diệu. Quý vị sẽ được thấy ngôi nhà kỳ diệu, ngôi nhà của tương lai.
Kiêng Nam Hà Nội Landmark Tower với hệ thống bảo an tối tân là tổ ấm bình yên của mọi gia đình. Thế giới mới trải rộng trong tầm tay, ước mơ trở thành hiện thực. Trung tâm thương mại với giá trị đầu tư lớn đang được hình thành tại tòa tháp 70 tầng. Tự hào với tầm nhìn tuyệt hảo mà không nơi nào có được. Khu khách sạn mang đến những dịch vụ hoàn hảo, phù hợp với phong cách của quý vị. Khu căn hộ dịch vụ cho thuê nổi bật với không gian sống riêng biệt cho thế hệ tương lai của quý vị. Bằng cơ sở hạ tầng và dịch vụ hoàn hảo, sẽ trở thành điểm đến mới cho người Việt và người nước ngoài đến với Việt Nam. Một môi trường làm việc quốc tế chất lượng cao nhất. Với việc áp dụng hệ thống tự động hóa, công việc sẽ được xây dựng ở khu văn phòng, nơi có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuê văn phòng của các tập đoàn đa quốc gia lớn trên thế giới. Tầm nhìn của quý vị. Phong cách của quý vị. Niềm kiêu hãnh của quý vị. Không gian sống cao cấp bậc nhất chỉ có ở Kiêng Nam Hà Nội Landmark Tower.